Sứ giáo họ, kính thưa các vị trong ban bác ái của nhà sứ Trung Đồng, kính thưa các cụ, các ông, các bà hiện diện trong những cái giây phút rất là đặc biệt hôm nay, chúng tôi nhờ qua ban bác ái của nhà sứ Trung Đồng trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà ở trong những hoàn cảnh mà chúng tôi gọi là tế nhị. Thực sự thì khi nhìn vào những người anh chị em của chúng ta già cả, thế rồi bệnh tật, yếu đuối, đôi khi còn thiếu thốn nữa, thì chúng tôi rất là cảm kích với cái hoàn cảnh của các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị em.
Thế nhưng mà bởi vì nhiều khi mình vẫn cứ nói với nhau là lực bất tòng tâm. Hàng năm trong cái tinh thần bác ái của nhà xứ Trung Đồng, trong đó có sự cộng tác từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến tất cả các cụ, các ông, các bà trong ngoài giáo xứ, công tác với ban bác ái của nhà xứ Trung Đồng để có một vài những phần quà nho nhỏ như là động viên, khích lệ các cụ, các ông, các bà, cô bác ở trong cái hoàn cảnh thiệt thòi hơn anh em chúng tôi. Thế thì hôm nay thì chuẩn bị cho tuần trầu Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể của giáo xứ Trung Đồng thay cho giáo phận. Thì cái sự chuẩn bị đó nó mang một cái ý nghĩa từ bên trong tâm hồn, đó là mời các vị là những người Kitô hữu đến để lãnh bí tích hòa giải. Thế sau đó rồi một số các vị trách nhiệm đang cộng tác để giúp đỡ cho cái khuôn viên nhà thờ, trong nhà thờ cho sạch sẽ để đón tuần trầu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhớ tới một số các cụ, ông bà, anh chị em, cô bác ở trong cái hoàn cảnh rất là thiệt thòi về sức khỏe và về tinh thần và vật chất. Thế cái dịp vừa rồi thì tôi có vào Sài Gòn được 4 ngày cả đi cả về. Thế thì gặp được rất đông các cụ, các ông, các bà vừa là bên cùng tôn giáo và khác tôn giáo ở trong Sài Gòn. Thế làm sao rồi Chúa cũng đưa tôi đến thăm cái cơ sở mà ông bà anh chị em được gặp và cô chú hôm nay, đó là cơ sở thẩm mỹ Lê Hoài. Chú Lê là giám đốc và cô Hoài là vợ, là phó giám đốc. Chú Lê lại là người anh em dân tộc rất là đặc biệt. Cô Hoài là con gái của ông bà Hữu và bà Phan của nhà xứ Trung Đồng trước đây. Thế bây giờ thì gia đình vào trong Sài Gòn đang ở trong đó để phát triển kinh tế. Thế thì có cô chú Lê Hoài, bây giờ là giám đốc của cơ sở thẩm mỹ rất là nổi tiếng ở trong Sài Gòn. Nổi tiếng ở đây không phải theo cái nghĩa là quảng cáo, nhưng mà nó có một cái chất chiều sâu ở trong cái công ty này. Thứ nhất là người anh em là chú Lê, người tân tộc, hợp lực với một người Kitô giáo gốc, đó là cô Hoàng, trong một gia đình rất là có tinh thần với giáo xứ, với quê hương từ trước đến giờ. Thì từ đó cho nên là khi thành lập cái công ty này như là một hồng ân của Chúa đổ xuống cho cái công ty này. Những người bên lương dân và một số các tôn giáo khác, người ta thấy cái công ty này nổi đình đám, người ta cũng rất là phấn khích. Người ta bảo đấy, cái chú Lê này, chú tổng giáo mà bây giờ chú làm ăn phát triển như vậy rất là có ý nghĩa. Thế thì bên cạnh đó thì cũng nhìn thấy một cái ân lộc của gia đình công giáo, và trong đó là trực tiếp là có cô Hoài này. Người ta ở đây, đây là một gia đình công giáo và đây là một cái cô vợ công giáo kết hợp với một cái người chồng tân tộc, người ta làm ăn rất tốt, phát triển rất tốt. Thế thì trong cái vấn đề thu nhập kinh tế, ông bà anh chị em chưa có tất cả điều kiện để chúng ta vào thăm gia đình của cô chú, tôi thấy cũng lạnh lạng người. Từ những cái đồ dùng, cách thức của công ty đón tiếp khách, thế rồi cơ sở nhà ở rất là năng lắm. Thế vừa rồi các cụ, các ông, các bà, cô bác thấy lại còn có cái đội văn nghệ nghiệp dư nhé. Tức là cái cơ sở làm đẹp ấy, thì không phải người ta chỉ có làm đẹp theo cái nghĩa là cái da người làm đẹp, mà người ta còn phải làm đẹp cho cả cái eo của người ta đấy. Thế nên nếu mà không có thể thao, không có những cái điệu nhảy rất là ý nghĩa như thế thì không có được cái eo thon đẹp và cái da của người ta nó hồng, nó bóng, nó đẹp như vậy. Ở đây các cụ, công, các bà trông mấy cái cô theo cái đoàn của cô chú Lê Hoài về đêm nay có đẹp không ạ? Có đẹp không ạ?
toàn người đẹp thôi, đương nhiên phải vỗ tay chúc mừng rồi, phải không ạ? Đấy, toàn người đẹp. Thế thì người ta đẹp về cái hình thể, nhưng mà đồng thời thì người ta còn đẹp cả về tâm hồn nữa. Người ta đẹp về tâm hồn ở cái chỗ là gần đây ấy, thì tôi nghe thấy rất là nổi tiếng, cô chú và gia đình làm cái công việc bác ái cho rất nhiều nơi, rất nhiều nơi. Thế thì tôi khi tôi nghe như vậy thì tôi cũng cố gắng chống gậy đến để mục sở thị xem là như thế nào. Thì đúng là quả như vậy. Đấy. Người ta có nói thế nào thì đúng là cái công ty này đã làm được như vậy. Thế tôi cũng có ngỏ ý, tôi bảo là thì mời cô chú có dịp để về ngoài giáo xứ quê hương ngoài này để thăm quê hương một chút, vì thấy cũng nói nhầm lâu lâu rồi không có về. Thì vừa rồi chú có về trước, có một chút việc riêng của gia đình. Thế nhưng mà gần đây thì chú về và có nói bàn trong gia đình là có thể về chầu Chúa Thánh Thể thay cho giáo phận của giáo xứ chúng ta. Và bên cạnh đó thì cũng nói lên cái tinh thần từ đức tin là cái đời sống bí tích với cộng đoàn dân Chúa, và đồng thời cũng nói lên cái tinh thần bác ái đối với những người gặp những cái khó khăn và hoàn cảnh. Thế thì hôm nay thì thưa các cụ, các bà và cô bác, tôi muốn nói và giải giải một chút như thế, biết là các vị cũng sốt ruột rồi, nhưng mà có mấy khi ngồi với nhau sốt ruột ở trong hoàn cảnh này đâu. Thế thì cho thêm sốt ruột thêm một chút nữa thì nó đã. Thế thì hôm nay tôi cũng giới thiệu với các cụ, các bà, cô bác cái hoàn cảnh và cái buổi mà được trân trọng mời các cụ, các bà đến đây. Bởi vì chúng ta nhìn vào trong cái tinh thần trang trí rất là nhẹ nhàng. Chú Lê có nói với tôi là không có cái gì cầu kỳ và rườm rà cả. Cha cứ cho chúng con một cái hoàn cảnh rất là khiêm tốn, tế nhị. Nhưng mà đấy, quý cụ, ông bà, anh chị em, cô bác trong đạo, thế rồi cùng tôn giáo và khác tôn giáo, chúng ta nhìn thấy một cái chữ là tất cả là hồng ân. Đó, người ta làm ra của cả hồng ân. Người ta làm đẹp, người ta là hồng ân. Và người ta làm cái công việc bác ái này là hồng ân. Đấy, tất cả là gia đình cậy dựa vào ơn Chúa, ý Chúa, và họ tin rằng đây là hồng ân của Chúa ban cho gia đình. Thế thì từ chỗ đó cho nên gia đình cũng rất quảng đại và thoải mái, tích cực, xong cũng vui vẻ để gửi một số quà cho các cụ, các bà, cô bác trong cái ngày chầu của giáo xứ Trung Đông. Và chúng ta vẫn gọi là công việc bác ái thay cho cả cái giáo xứ Trung Đông của chúng ta hôm nay. Thế tôi xin được hiệp thông cùng gia đình, cùng các cụ, các bà, cô bác dâng lời tạ ơn Chúa. Thế chúng tôi cũng rất cảm ơn ông bà Hữu là cái gốc để phát triển cho giáo xứ chúng tôi được một gia đình mới, đó là gia đình của cô chú Lê Hoàng. Mà hôm nay có được một cái ngày rất là ý nghĩa để kéo anh em chúng tôi giữa người công giáo và những người chưa cùng công giáo đến đây nói lên một cái tâm tình đón nhận một chút quà và hồng ân của Chúa, nhưng cũng nói lên một cái tinh thần là đây là chuẩn bị chầu Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể, để chúng ta đoàn kết không phải là chỉ ở trong tôn giáo, cùng tôn giáo, mà còn khác tôn giáo nữa. Đây không phải là một chút quà chỉ có nói về vấn đề vật chất mà thôi, mà phải nói rằng đây là cái tâm tình mà chính gia đình chia sẻ theo ý của Chúa. Ai anh em cho ai chỉ cần một bát nước lã, nhưng mà vì nhân danh Thầy là Đức Giêsu Kitô, là người Kitô hữu, thì những người đó được hưởng cái ơn là Kitô hữu. Hôm nay xin Chúa chúc lành cho gia đình của ông bà Hữu, đời của cô chú Hoài, và cho đoàn miền Nam cùng về với gia đình, giám đốc của phó giám đốc. Để xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và thưởng công xứng đáng cho quý vị, để quý vị đẹp hơn về tâm linh, tinh thần, đẹp hơn về thể xác. Để trong đó thì giáo xứ Trung Đồng chúng tôi
của bà con hiện diện ở đây trong đạo ngoài đời cũng được hưởng cái ân lộc mà Chúa ban cho gia đình và gia tộc của các vị như vậy. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng biết ơn gia đình và cô chú giám đốc và phó giám đốc. Xin đồng bào chồng có tay ạ. Vâng, xin chúc mừng ạ. Thế thì để cho cái chương trình hôm nay được tốt đẹp thì cũng xin được giới thiệu cô chú giám đốc, thế rồi giới thiệu đoàn hành hương cũng như là anh chị em trong cái công ty thẩm mỹ này lên sân khấu để anh em chúng tôi cũng như là các cụ công các bà được chiêm ngưỡng cô chú, thế rồi chiêm ngưỡng đoàn một chút ạ. Và xin kính mời ở đây xin giới thiệu với các vị, đây là cô Hoài đây ạ, cô Hoài ạ, đây là chú Lê ạ, đấy. Các vị trông có đẹp đôi không ạ? Chết thì chết, phải vỗ tay một cái. Đấy, chúc mừng. Tôi vào đây tôi trông thấy chú bây giờ chú đang là trách nhiệm trong cái ban truyền thông của Việt Nam. Đấy, thế còn cô thì trưởng ban thánh ca của Đồng Hương miền Nam Sài Gòn. Đấy, các vị thấy đây là đoàn các em, các em cùng đi với đoàn đây. Đây đứng ở đây tí để các vị thấy không, toàn người đẹp không? Đó, tôi xấu xấu bình bình tôi đứng vui ra ngoài này. Đấy, toàn người đẹp chụp hình tí. Ông truyền thông nhớ cho tôi những gương mặt tuyệt vời này một chút để sau này cái ta có vào miền Nam thì cái ta có cái chỗ có người quen để đến gặp gỡ, đúng không? Vâng, xin một tràng vỗ tay ạ. Và xin cảm ơn cô chú, được cảm ơn đoàn. Thế bây giờ thì để có cái tinh thần trọng tâm cho cái buổi hôm nay thì xin cụ phó giúp cho cái chương trình. Cảm ơn cha rất là nhiều đã tạo điều kiện cho chúng con có mặt tại quê hương và chúng con làm những cái việc tinh thần như thế này ạ. Cũng như cảm ơn các ông trùm, các ban trong giáo xứ đã tạo điều kiện cho chúng con. Và sau cùng thì con cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và xin Chúa ban cho cha, cho tất cả mọi người tràn đầy hồng ân Chúa và luôn luôn được Chúa bảo vệ. Con xin cảm ơn ạ. Đẹp người, đẹp lòng nhưng mà còn nói hay. Đấy, làm giàu rất giỏi. Ấy ít sao như mới được qua hoa rồi. Vâng, xin cảm ơn cô chú. Mời ông bà Hữu lên đây tí nhỉ, để cho hàng xóm đang giềng biết người anh em của chúng ta. Đang có phong bì nữa đó. Vâng, xin cảm ơn cô chú, rồi cảm ơn ông bà. Mời ông bà Hữu ạ. Đây là ông ngại đấy ạ. Ngại đứng ở đây ạ. Đây bà ngại nè. Vâng. Đấy, hai ông bà có con cái như thế này thì rất là vinh dự, phải không ạ? Đấy, thế thì xin đoàn đổ một tràng vỗ tay để cảm ơn cho ông bà rồi con trẻ rồi con gái của ông bà. Vâng, xin cảm ơn gia đình nhá. Vâng. Vâng, với tấm lòng rất là vui mừng đối với nhà ông bà ông cùng Hiếu và Giáp Kiều đã sinh ra là cô chú Hoài Nghê. Và cả hôm nay như chúng ta đã được nghe với tâm tình chia sẻ của hơn 200 đại biểu có mặt hiện diện ở đây, xin các cha thay mặt ban tổ chức còn xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho các hộ nhận quà trong buổi sáng hôm nay có đôi lời cảm ơn cha xứ, cảm ơn cô chú Lê Hoài và đoàn. Xin trân trọng kính mời bác chủ tịch đại diện cho 200 hộ nhận quà. Con xin kính chào cha xứ và chào toàn thể cộng đoàn đang hiện diện ở trong làng, pháo tay thật to để chúc mừng ạ. Con đã xin đại diện cho toàn bộ tất cả các vị đang nhận diện ở đây mà được nhận quà, xin chúc mừng công ty
là mẹ của cô chú trưởng Lê Hoài, con ông bà chủ hữu một tràng pháo tay thật to cho xin đọc lời nhé. Và bây giờ con sẽ có đôi lời để nói lên lời vấn đề thay đại diện cho các vị bệnh tật cũng như là khuyết tật để nhận được cái quà hôm nay. Con trọng kính cha xứ cha Hạc trưởng Hạc Tiền Hải cũng là cha xứ của giáo sĩ Trung Đồng chúng con. Kính thưa quý vị trong ban thường vụ giáo xứ Trung Đồng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, trong niềm vui hân hoan mừng tuần chầu lượng giáo xứ Trung Đồng chầu thay mặt giáo phận vào ngày 06 tháng 10 năm 2019 với tấm lòng uốn nước nhớ nguồn, quê hương là chùm khế ngọt, quê hương được đón các ông bà, anh chị em xa về thăm quê hương và tham dự tuần chầu xứ nhà, rất vinh dự cho quê hương được đón gia đình cô chú trưởng Lê Hoài là con ông bà chủ hữu giáp cửu quê Trung Đồng. Cô chú có tấm lòng quảng đại, có 200 xuất quà kính biếu các hộ khó khăn có hoàn cảnh thương tật trong giáo xứ. Thay mặt cho các hộ nhận quà, trước hết xin chân thành cảm tạ Thiên Chúa, xin cảm ơn sự no liệu của cha xứ, cảm ơn hội đồng mục vụ giáo xứ cấp riêng, xin chân thành cảm ơn gia đình cô chú trưởng Lê Hoài. Xin Chúa Mẹ Maria, Thánh Quan Thầy Augustino ban cho gia đình cô chú được an bình trong Chúa, mạnh khỏe hoàn an và có những tấm lòng quảng đại hy sinh nhiều hơn nữa đối với quê hương và cộng đoàn giáo xứ Trung Đồng chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chúc tất cả cha xứ cũng như tất cả các vị đã hiện diện ở đây một tràng pháo tay nữa thật to ạ. Vâng, xin đa tân đồng ở đây ạ. Những quả hôm nay cũng một lần nữa con xin cảm tạ Chúa đối với cha, cảm ơn quý hội đồng cũng như là ban giám đốc của gia đình của chú Hoài cũng như là tất cả và cảm ơn sự hiện diện các đại biểu ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và giờ đây con xin kính mời cha xứ đại diện cho cộng đoàn giáo xứ cũng là người trao gói quà đầu tiên cho ông Nguyễn Văn Quỳnh giáo phú ạ. Con xin kính mời cha, xin kính mời đoàn chúng ta. Lãnh nhận chẳng số công mình,
phúc muôn đời. Lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Tháng ngày đời con Chúa biết, bao nhiêu lỗi tội được Chúa tha rồi. Con thường chấp lỗi anh em, quên thân phận của mình Chúa ơi. Con như người tôi tớ ác tâm, không thương người cũng khốn như mình. Con sẽ gặt hoa trái đã gieo, con gieo hạt nào thu hái hoa hạt này. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Cho đời để yêu mến muôn người mà thôi.